Các bài đọc lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên. Năm 1. Năm lẻ. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 14 câu 7 tới câu 12. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi? Và ngươi tại sao ngươi khinh miệt anh em ngươi? Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán rằng ta thề trên sự sống ta, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 26. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Chúa là sự sang, là đấng cứu độ. Tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi. Tôi sợ gì ai? Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hướng êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thanh điện của Người. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 19. Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian để chúng ta nghe lời của Con Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca chương 15 câu 1 tới câu 10. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng, vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn
và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải. Vì một người tội lỗi hối cải. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.